Xin chào các tình yêu của Sisi. Sisi đi ăn với lại ông bạn Mỹ về. Bữa nay bên Sisi lạnh các bạn. Các bạn thấy Sisi mặc đồ đẹp không? Cái áo bên trong là áo lông, áo ấm ha. Rồi ngoài thêm cái áo len nữa. Cái quần này ở bên trong Sisi cũng có mặc quần ấm nữa đó. Vậy là đủ rồi. Ra đường là thoải mái luôn rồi. Rồi, các chị em yêu cầu nhiều lắm luôn á, cho nên là bây giờ CC soạn được mấy chục cái nè. Giờ CC review nha. Đây là những cái áo rất là rẻ tiền, rẻ lắm luôn, hai mươi mấy đô thôi. Có mấy cái mà dạng áo thun khác hàng hiệu thì nó cũng chỉ đắt hơn khoảng chừng 10 đô nữa, khoảng hai mấy ba mấy đô là tối đa ha. Thì đây CC soạn làm cái này trước đi, rồi làm video kia. Thì bây giờ CC sẽ review những cái size. Cái này là double size, mấy cái này là đã bán qua hết rồi. Nhưng mà mấy cái này là nó có quanh năm, các bạn mùa nào các bạn cũng mặc được hết á. Nó là dạng lẫn tới ngay cái lỗ rúng mình nè, tới ngay cái lưng quần á. Thì đây ha, áo này đẹp lắm, áo này nhiều bạn mua lắm rồi. Cái tay nè, muslin, có cái bo, đây là dạng crop top. Áo này là màu đỏ bạc đô, double size, small, medium ha. Đây, cái này là nhiều người thích lắm luôn. Là tại vì sao mà mọi người thích? Là tại vì nó có cái bo mà nó rút cái dây lại. Trời ơi, cái này là CC bán chắc chục cái hơn rồi đó. Mà cái mình vải nó mê lắm. Cái mình vải này nó sờ tay vào nó mịn màng như vải phi vậy đó. Nhưng này là cái loại giống như là nỉ nhẹ vậy đó, hay là thun dày dày. Đây là loại mặc ấm đó, thì khi bạn mặc bạn kéo phùng phùng lên, mặc tới đâu rút dây tới đó ha. Đó, chỉ là như vậy. Những thương hiệu này nổi tiếng ở Mỹ lắm nha các bạn, nổi tiếng lắm luôn á. Và đây, đây là cái áo thun lưới. Ở phần trước này thì nó che hết phần ngực rồi, cũng không thấy gì đâu, toàn bộ là lưới. Bạn nào muốn mặc lót ở bên trong cái gì nữa thì mặc, còn nếu không thì thôi. CC mặc là không có lót đâu, tại để che trơn rồi thấy gì nữa đâu các bạn. Thì áo này các bạn có thể đi club hoặc là đi đâu chơi đó. Cái này là made in Mexico, mặc thử đồ của Mexico may coi nó ra như thế nào. Cái mạc nó văng mất rồi ha, chỉ còn ở cọng nhựa thôi. Rẻ tiền lắm nha các bạn. Sale đâu có nhiều đâu, sale có mấy đồng bạc à, nhưng mà thôi kệ, cũng mua đại ha, mấy đâu mà. Thì đây, đây là cái áo thun cô tông. Cái kiểu này cầm như vậy đó, nhưng mà mặc vào đẹp lắm. Này size lớn ha, size medium. Bạn mặc cái chỗ này nè, đẹp lắm. Cầm lên như vậy thì không đẹp đâu, mà tại vì chưa tắm, cho nên là thôi CC không mặc đồ các bạn ha. Thì đây là cái áo rất là đẹp, size medium. Mình phải thun cô tông mỏng mà nhẹ nhàng ha. Cái này thì màu cam đất. Cái này cũng size medium. Đúng rồi. Đây là mình phải thun ôm nha. Cái cổ này nó có chữ V xuống một chút. Chỉ có cái áo này là đắt tiền chút nè. Và đây, cái này thì các bạn mặc quần jean trắng, mặc váy trắng, mặc quần sọt trắng, cái gì cũng đẹp. Tất cả là dạng crop top. Đây là mình vải thun nó dày ha. Đẹp lắm. Cái cổ đẹp lắm. Bạn nào mà có ngực lớn thì hãy mua nha. Ngực nhỏ đừng mua những cái cổ rộng như vậy, mặc không có đẹp đâu. Rồi, hết dài tay rồi thì bây giờ tới sát nách đi. Nè, cái áo này bạn nào mua mất cái quần rồi. Đó, cái áo vẫn còn ở đây. Áo này review hoài là không ai mua. Thôi để CC mặc đi cho rồi. Puma màu kem, áo thun ba lỗ, crop top. Và đây, đây cũng là dạng áo ôm ha, thun 4 chiều màu hồng, 2 dây, size medium. Và cái áo này bán hơn chục cái rồi các bạn. Tuyết đẹp luôn. Đây, một vai à, mặc với quần thụng, quần jean, váy, quần tây đều đẹp cả. Quần vải xô này nọ, áo này cực
kỳ là đẹp mà bán rất là nhiều luôn rồi đó. Và đây là size small. Này thì mặc quần jean trắng, jean xanh, dài ngắn với váy thì như vậy thôi. Chỉ là dạng ba lỗ crop top thôi ha. Đây. Cái này thì nó có cái phần bo, khi bạn mặc vào cái phần bo này nó ôm lấy ngay ở lỗ rúng các bạn đấy. Ba lỗ. Những dạng áo này đó các bạn mặc với quần thụng đẹp lắm. Đây. Áo này CC có chung với cái quần thụng luôn. Có hình ở trên Facebook đó. Đây. CC sẽ ghi cái size ở trên góc. Các bạn đúng size thì các bạn lựa ha. Tất cả là dạng crop top. Này là size small đó. Cái này có hai cái. CC để lại một cái mặc, còn một cái bạn nào mua thì mua ha. Đây. Rất là đẹp luôn những cái màu này ha. Mặc quần jean trắng, váy trắng là tuyệt đẹp luôn. Cái này salot nha các bạn, cũng là hiệu Puma. Cho nên nó lớn quá. Xe lót mình lấy màu đẹp lắm, màu xanh da trời ha. Và đây, cái áo này giống cái áo đen mà cách đây mấy ngày trước CC có review đó. Kiểu này đẹp lắm, này là ten top nha các bạn. Đây, tới lỗ rúng. Đây, đây chỉ là cái áo thun bình thường. Nhưng mặc đẹp lắm đó, mặc với quần jean xanh là tuyết đẹp luôn á nè. Jean nè, áo bỏ trong quần nè. Đơn giản nhưng đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là mình vải thun gì đó, nó cũng hơi nặng nặng tay một tí, nhưng mà là thun cotton nha. Đây. Áo này thì cổ cao. Bạn nào chịu mặc cổ cao đó thì như vậy, cũng là dạng ten top, crop top nha các bạn. Đây. Size medium. Màu tím có cái tay lỡ lỡ một chút, tất cả là những loại ngắn tới lỗ rúng hoặc là qua lỗ rúng một chút ha, dạng crop top đó. Người thì nói là crop top, người nói ten top, các bạn muốn gọi là sao đó các bạn gọi. Cái này là size medium. Cái áo này dành cho các bạn nào có ngực thì hãy mua, không có ngực đừng có mua nha. Không có ngực mặc không có đẹp đâu, màu đẹp, kiểu đẹp và dạng crop top như vậy đẹp lắm luôn, nhưng mà không có ngực mặc không được đâu. Đây, đây là mình vải thun cotton. Và đây, đây là dạng thun. Thun này nó hơi nặng tay một chút. Và cái cổ này thì cũng ok, nhìn thì thấy cũng hơi rộng nhưng mà thôi, để dành cho các bạn nào ngực lớn đi. Những cái áo mà cổ nó rộng rộng như vậy các bạn có ngực mặc mới đẹp, không có ngực mặc không đẹp đâu. Mặc dầu là cái mình vải này là tuyệt vời lắm rồi nè, size medium. Và đây, cái này là bán mấy chục cái luôn rồi đó, những kiểu này nè. Trời ơi, dạng này mặc đẹp lắm, mặc cái nó ôm lấy cái eo nè, quần lưng cao hoặc là quần lưng ngay lỗ rúng, quần jean, quần tây, vải xô, váy đầm, tuyệt đẹp luôn những cái dạng áo như vậy. CC còn sót một vài cái thôi à. Áo này là hai chữ M ha, thương hiệu này thì rất là nổi tiếng nha các bạn. Đây cũng là dạng có eo nha, cổ rộng, bạn nào có ngực hãy mua cái áo này. Hai chữ M, ngực, eo và xuống nửa mông. Và đây, cái này thì có cổ, cũng là dạng crop top hết trơn à. Cái nách ở đằng sau sâu vô như áo ba lỗ, đằng trước có cổ như vậy ha. Áo này nè, mặc bụi mà đẹp. Và đây, cái này với cái xám hồi nãy giống nhau nè. Hai cái này giống nhau, đẹp từ mình vải luôn cho tới thương hiệu, cho tới kiểu luôn. Áo này thì các bạn ngực lớn ngực nhỏ đều mặc được.
Rồi thì bây giờ coi như là hết rồi đó, hết những cái dạng drop top. Bây giờ sẽ tới áo lót ở bên trong đi ha. Áo lót ở bên trong bạn nào cũng mặc được, X small, small, medium, lót là đều mặc được. Tại vì cái thun của nó, và đây là dạng áo lót nha các bạn. Áo lót, các bạn mặc cái này để cho nó ôm lấy cái người các bạn. Thứ nhất, nhìn người các bạn nó gọn gàng, nó đẹp. Cái thứ hai nữa là cái mình vải này, khi trời lạnh thì nó ấm, khi trời ấm thì nó lạnh. Đây là cái dạng đặc biệt dành cho đồ mặc lót đó các bạn. Sale là mua à các bạn ơi. Không không sale, cái áo này gần 40 đô. Đó cho nên cứ canh sale à. Khi các bạn mặc áo đầm á thì các bạn mặc cái áo này ở bên trong. Cái các bạn mặc một cái underwear ở ngoài đẹp lắm. Hoặc là tùy các bạn muốn mặc sao cũng được. Các bạn mặc không như vậy nè, với quần jean, quần tây, áo bỏ ở trong, hoặc là mặc với váy, cái gì cũng được hết. Nhưng nên nhớ, cái mình vải này là cái mình vải nó protect cái làn da các bạn. Trời lạnh thì nó ấm, trời ấm thì nó lạnh. Vậy đó, trời nóng thì nó lạnh. Một cái này là màu xám xám tím tím á. Cái này có một chút xíu vai ha. Cái này là màu cánh sen á các bạn. Hồng cánh sen. Nó cũng có vai luôn. Nhưng mà đằng sau cổ nó có chút xíu design như vậy. Mấy cái này đó là gần như là one size các bạn mặc được hết ha. Cái mình thun của nó đó. Và cái áo trắng này thì giống cái áo hồng hồi nãy nè. Đó, ở đằng sau nó có một chút như vậy đó. Nè. Và đây một cái áo trắng nữa cũng giống cái áo đó luôn ha. Cứ thấy sale rẻ là mua các bạn ơi. Cái phần này nè, nó ôm lấy cái mông của các bạn đó. Cho nên các bạn sẽ thấy nó có cái phần nhúng nhúng nè, các bạn thấy không? Nè. Nó trũng vô như hình cái mông nè. Thì các bạn mặc nó ra như vậy đó. Vì đây là dạng áo lót nha các bạn, CC nói là áo lót nha. Đó có được nhiều đó cái đó. Cái này là 2 dây, một cái duy nhất là 2 dây màu đen thôi. Áo lót nha, nhớ nha, áo lót. Bây giờ CC sẽ review. Đây là hiệu Tommy Hilfiger. Màu xanh đen, cái tay hở một chút. Size medium. Cái này cái tay cũng hở một chút, nhưng mà họ có design cái nơ ở đây. Đây là những dạng qua mông nha các bạn, qua mông của CC luôn á. Size medium, đa số là size medium nha các bạn. Đây, tất cả là hiệu Tommy Hilfiger. Mình vải thun cô tông ha. Rẻ tiền lắm luôn đó các bạn. Đây, cái này dài tay size medium. Các bạn xem nè, giá chính thức có 39 đồng 50 sen nè. Mà 30% off nữa. Còn có hai mươi mấy 30 đô cái áo như vậy à. Thì tội vạ gì mà các bạn phải mua hàng giả mặc để làm chi vậy. Đây là BB. BB có 2 cái size medium. CC để lại một cái mặc, còn một cái bạn nào mua thì mua ha. Đây là mình vải thun lạnh, nó có cái độ rũ, mặc đẹp lắm. Đây 2 cái, bán 1 cái thôi. Size medium mà CC cũng để mặc luôn á. Đây, cái này màu cũng đẹp lắm, màu màu nó giống như là màu tím vậy đó các bạn. Mình vải thun cô tông ha. Đây là dạng rộng nha, các bạn mặc như vậy với lại những cái quần mà thun bó lửng lửng tới ngay đầu gối thôi cũng đẹp lắm, dài cũng đẹp, mặc quần jean cũng đẹp. Đây, mình vải của BB đó là mình vải đẹp lắm các bạn. Đẹp độc lạ luôn đó. Nó có cái độ nặng nặng lắm. Nhưng mà nó cũng hút mồ hôi nha. Còn những cái thương hiệu khác thì mình vải thun cô tông nó nhẹ.
nó không có cái độ rũ như vậy, chỉ có BB mới có thôi. Và đây, bạn nào có ngực mặc cái áo này là tuyệt đẹp luôn, không có ngực cũng mặc được, có ngực cũng mặc được, cái mình vải đẹp lắm các bạn. Cái này mà áo bỏ trong quần đó, nó có cái độ rũ xuống tuyệt đẹp, quần hoặc là váy đều đẹp cả. Cái áo này là áo CC thích nè, CC nói CC mặc đó, về Việt Nam không có mang về cho nên cũng chưa có cơ hội mặc cái áo này nữa. Cái mình vải cực kỳ là đẹp nha các bạn, tất cả là size medium ha, màu xanh. Mình vải nào cũng giống như nhau hết á, đẹp lắm, chỉ có khác cái kiểu một chút và khác cái màu thôi ha. Đây, trời ơi, xin mua để dành lâu lắm rồi đó, tuyệt đẹp luôn. Mình vải các bạn sờ tay vào là các bạn mê luôn á. Đây, cái này thì nó hơi ngắn nha, cái này thì nó tới nửa mông mà. Đây là mình vải cô tông nè, đúng cô tông luôn ha, không có cái độ rũ. Rồi BB đã hết thì bây giờ tới hiệu Puma, cũng là size medium. Đây là dạng nách rộng nha các bạn, rộng tới eo luôn á, cho nên các bạn phải mặc cái tank top ở bên trong thì cái nách nó rộng, nó thấy cái tank top ở bên trong rất là đẹp và so sexy ha. Đây, màu cũng đẹp nữa, mặc với váy, mặc với quần jean, mặc với quần bó đều đẹp. Và đây là một cái mình vải thun gì đó CC cũng không biết nữa, không có nhăn đâu, mát lạnh nè, hiệu Puma ha, ở đằng sau mà nói như vậy. Áo này cũng hơi ôm đó nha, đây là dạng áo ôm ha. Trời ơi, cái mình vải nó mê luôn đó các bạn, thiệt là mê cái mình vải luôn nè. Còn nào mà rẻ hơn như vậy không? Giá chính thức có 30 đô à, hai mươi mấy đô cái áo hàng hiệu như vậy. Trời ơi, các bạn mặc bao nhiêu năm trời luôn. Và đây, đây là những cái mà CC thích không? CC cũng mặc size medium, mặc như vậy nè, ở bên trong mặc cái quần ngắn, khi mình đi người ta không có thấy quần, mình chổng cái mông lên thì họ mới thấy quần, hoặc là mình vén vén lên gì đó rất là đẹp ha. Mình vải thun cô tông rất là mát và hút mồ hôi, mã màu đó cũng đẹp nữa. Cái này thì dạng áo chắc cũng dài lắm á, qua mông luôn á, tất cả là size medium ha. Thật là đẹp, chút xíu design vậy thôi là ăn tiền rồi đó. Rồi hết rồi thì bây giờ sẽ tới hiệu Calvin Klein đi. Đây, màu đen dài nha, dài đó, dài qua mông luôn nè. Sao con nhìn mẹ vậy hả baby, đòi đi ngủ á. Đây là mình vải thun cô tông hiệu Calvin Klein, đơn giản thôi. Ủa cái mạc đâu rồi, đây nè, cái mạc đây nè các bạn thấy không, có 39 đồng 50 sen, không còn cái nào mà có thể rẻ hơn như vậy được nữa các bạn. Cái áo hai mươi mấy đô à, và cái áo này, áo này là áo CC thích nhất luôn, size medium, không thấy cái mạc đâu hết trơn à, màu sang mà đẹp, thích. Mà tại sao không mặc được là tại vì nó ngắn như vậy, nó dài cho CC chừng 5 phân nữa thôi là CC mặc cái kiểu mà nó không mặc quần là đẹp lắm. Cái áo này nó rộng lắm, nó có cái bề ngang đó, thành ra với CC nó hơi, với CC thì nó hơi thùng thình quá, màu đẹp đó, cực kỳ là sang cái áo này. Chỉ cần một cái chữ Kevin Lai nhỏ xíu như vậy là ăn tiền. Áo này nó có bề ngang nha các bạn, mấy cái kia nó không có mà cái này có. Và đây, đây là dạng lửng nha, qua lỗ rúng 5 phân, cái này cũng là size medium nè. Trời ơi, rẻ thiệt là rẻ luôn, có ba mươi mấy đô, 39 đồng 50 sen, 30% off nữa. Mình vải thun cô tông ha.
Và đây cái này đẹp, cái này rất là đẹp, CC thích lắm. CC có cái này size small đó, cái cổ là chữ Calvin Klein. Đây là dạng gần như là drop top mà nó cũng dài, lũ rúng ngay đây, dài đây mà. Nửa mông, áo này nửa mông, tất cả là size medium. Đây này drop top này, cái lỗ rúng ngay đây, nó đây là drop top đó, cũng là mình vải thun cô tông đó. Màu này nó giống như là màu rút rút vậy các bạn, đẹp lắm, màu lạ lắm, đẹp. Áo này CC cũng có bán một hai cái gì rồi. Và đây màu này thì rất đẹp. Đây nè, đây mới đúng là cái dạng áo mà CC mua để CC mặc, với lại cái quần ngắn ngắn á là như vậy nè. Đó, nó phải dài như vậy và nó cũng vừa vừa như vậy thôi. Còn cái mà hồi nãy CC thích đó, nó rộng quá, nó phải là như vậy thì mới được nè. Đó, CC mặc medium là như vậy. Màu đẹp các bạn. Và đây đó, đây là những kiểu CC mua để mặc nè. Nhưng mà bạn nào muốn mua thì mua đi ha. À, dài qua mông nha các bạn. Size medium, cái màu này sang quá. Rồi, hết rồi. Hết hiệu Calvin Klein, bây giờ tới hiệu Guess. Đây có một cái duy nhất hiệu Guess. Hiệu Guess có bao nhiêu cái các bạn mua hết trơn rồi. Nè, còn sót có một cái, một size medium ha. Ông già đó, ông là nhà design của hãng Chanel đó. Thì đây, áo này thì mắc ha. Áo này là 69 đồng 50 cent, 50% off cái áo này nè. Cái này lâu rồi đó các bạn, chứ giờ sao mà có mua. Cũng là mình vải thun cô tông ha. Màu đỏ, Noel tới rồi. Bạn nào đúng size mua đi. Và đây nữa nè, áo này thì nhiều chị em thích lắm mà nó không on sale. 36 đô à. Cái này size small nè, CC mua cho CC đó. Ít nhất cũng phải có một cái màu đỏ để Noel Tết mặc cho lấy hên chút. Nhưng mà rốt cuộc CC thấy CC quá chờ áo đỏ. Cho nên nè, nó bị trùng nhau đó. Bạn nào muốn mua cái này thì mua đi ha. Đây nha, mình vải thun cô tông thôi. Áo này là áo có eo nha các bạn, có eo đó. Đây, áo này là dạng có eo ha. Đây, hiệu Polo, mình vải thun cô tông. Và cái này hiệu Adidas, có một cái duy nhất đây. Đây là mình vải thun mát, mỏng, không có nhăn. Vậy nè, mặc với quần short jean trắng, đi chạy bộ, tuyệt đẹp luôn. Và đây là đôi giày, cũng là màu tím nè, rất là đẹp. Hiệu Fila ha, size 6. Không có bạn nào chân size 6 hết đó, cho nên CC cầm đôi giày này hoài à, không thấy ai mua hết trơn. Đẹp ghê đó, mà không phải chân CC. Đây, áo này cái mình vải thích lắm, mát lạnh luôn đó. Đó, các bạn nào đi Việt Nam mà cần mình vải này. Và đây là cái cuối cùng, tuyệt đẹp luôn. Đây đó, áo này là size medium, cũng là mình vải thun cô tông. Áo này là nửa mông. Trời ơi, quá trời luôn á, chắc cũng phải là 50 cái áo cho các bạn lựa luôn á. Drop top và then top, rồi loại nửa mông, loại qua mông, size small, size medium, hình như có một hai cái thì size lớn thôi. Rồi các chị em lựa nha. À, quên nữa. Đây, một bộ này rất đẹp. Hôm qua CC review shop. Đây là cái váy hiệu Adidas. Cái mình vải giống như là mình vải dù. Họ may cái bèo này nè, đắp qua như vậy. Cái này là váy ở bên trong không có quần ha. Rất là bụi, rất là đẹp luôn. Size small nha các bạn. Thì ở bên trong các bạn lấy cái quần
thun bó ngắn của các bạn ạ. Tuyệt đẹp luôn, hiệu Adidas. Đây là vải dù đó các bạn, size small ha. Lưng thun, có thêm dây rút nữa. CC phối với lại cái áo đen này hoặc là áo trắng, tuyệt đẹp đó. Đây, dạng drop top nha, là như vậy nè. Size small ha, bạn nào muốn mua bộ này thì mua. Và đây, cái váy này nó bằng vải xoa, hai túi. Ở bên này các bạn tự rút, bạn muốn rút tới đâu bạn rút. Ở bên trong có quần đó. Còn sót lại hai cái váy màu đen ha. Cái bản này là lưng thun nha, lưng thun lớn là như vậy, size small luôn ha. Và đây là cái váy hiệu Anne Klein, mình vải thun lạnh. Váy này thì bán nhiều lắm luôn rồi đó. Giá chính thức nè, có 69 đô thôi nha các bạn. 50% off, hiệu Anne Klein ha. Size medium. Thật là sang và thật là đẹp luôn. Cái miếng đắp qua, cái này bán nhiều lắm luôn rồi đó. Nhưng mà sót một cái cho nên Sissy lấy review luôn nè. Size medium. Noel tới rồi đó. Các bạn mặc áo sơ mi trắng, áo thun trắng. Váy này là bắt buộc các bạn phải mang guốc, high heel đó, chứ không có mang dép đi lẹp xẹp được ha. Vì đây là dạng váy sang, mặc áo bỏ bên trong hoặc là áo có bo đều đẹp cả. Mặc sao để chừa cái logo này ra mới đẹp nha. Hiệu Anne Klein quá là rẻ tiền luôn, thấy không? Sang lắm. CC có cái này size small này để dành Noel nè, đi nhà thờ mà. Và cái cuối cùng nè, này cuối cùng thiệt á, chỉ là như vậy thôi, dạng lẫn ha, crop top. Size medium, nó màu kem cho nên CC khoác với lại cái áo kem này. Đây là mình vải Cateso, các chị em đi du lịch mặc như vậy, mặc với váy, quần sọt, quần jean, quần thụng, quần tây, cái nào cũng đẹp hết. Quần vải xô cũng rất đẹp luôn, là tại vì cái áo ngoài này nó vải xô đó. Trên cả tuyệt vời. Ồ, nó có màu cam cam à, sắc với cái vỏ này luôn nè, đẹp quá nè các bạn nè, thấy không đó, xuất sắc luôn rồi, nhiều lắm luôn rồi đó nha. Các chị em tha hồ chọn lựa đi ha, chụp lại màn hình gửi cho CC nha. Nhiều quá không biết ghi số ghi nổi không nữa. Nếu ghi không nổi thì các chị em chụp lại màn hình cho CC đi. Tại mỗi thứ có một cái chắc cũng không lộn được đâu ha. Rồi, đây nha. Rồi, các chị em ở Mỹ chụp hình gửi cho CC theo số phone 706-987-9063. CC có Zalo, có Viber. Số phone của anh Sa ở Việt Nam 098-257-1934. Anh là anh ruột của CC ha. Thứ hai tuần sau gửi một thùng hàng nữa về Việt Nam. Cứ đầy thùng là CC gửi, đầy thùng là gửi ha. Bây giờ không có chờ hai thùng nữa, gửi mỗi thùng. Tại Noel tới rồi các bạn, không có muốn bị giống như mọi năm, thùng nào đầy thùng cái gửi đầy thùng nữa. Thứ hai này gửi được thùng nữa rồi đó. Thành ra các bạn Việt Nam, bạn nào mà bắt đầu mua từ bữa nay cho tới 1 ngày 2 ngày nữa đó là được gửi chung trong thứ hai này. Rồi, CC xin được tạm ngừng video đây nha. À quên nữa, tặng CC nút like đi nha. Đó, mỗi video sẽ xin một nút like, hoặc là các bạn chia sẻ video của CC đến với bạn bè của các bạn ha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video đây nha. Bye bye. I love you.